thì được mệnh danh như là cho nó làm cái loài hoa nó thể hiện cho sự giàu sang, phú quý và uy quyền, quyền lực. Loài hoa này, ngoài loài hoa này ra, mẫu đơn này ra lại còn có một đôi uyên ương bên trên kìa. Ở đây là hoa mẫu đơn này được làm bằng tranh, làm bằng đá quý, tất cả làm bằng đá quý ạ. Nó thể hiện cho uy quyền, quyền lực và thể hiện cho có đôi uyên ương nữa. Tất cả loài hoa này nó thể hiện cho sự tượng trưng cho cái sự chung thủy trong hôn nhân đấy, và con đàn cháu đống rất là đông. Nói tóm lại là nó thể hiện cho sự giàu sang, phú quý, uy quyền, quyền lực. Cái này hoa mẫu đơn này nó còn nhiều ý nghĩa lắm. Về nói về hoa mẫu đơn thì các bác em thì em cũng không phải là về phong thủy, nhưng mà hoa mẫu đơn này thì nhà nhà đều treo được và người người đều treo được, ai cũng có thể treo được. Và những như thế này thì bác có thể treo ở phòng khách hoặc phòng ngủ cũng được, hoặc là phòng trà. Tất cả những bông hoa mẫu đơn này nó tượng trưng cho nhiều, có nhiều ý nghĩa lắm, nên ai ai cũng chơi được, không nhất thiết là phải mệnh nọ mệnh kia riêng hoa mẫu đơn đấy. Đây là hoa mẫu đơn được làm bằng đá quý, và tất cả những cái cánh đá quý bác cho bác nhìn nó quăn kìa, nó làm bằng tự nhiên mà nó nổi hẳn 3D ra ngoài đấy, chứ không phải vẽ đâu ạ. Đây là bức tranh được ghép bằng đá quý luôn, chứ không phải. Đây em quay gần để cho các bác nhìn này, nó có chứng thư kiểm định nhờ, từng kiểm định đá quý thì chút em giới thiệu đây, chứng thư kiểm định của bức này đây, họ chụp được rồi, chứng thư rồi. Các bác nhìn này, đá quý này, tất cả đá quý nó được làm nổi lồi hẳn ra ngoài ạ, nổi hẳn ra ngoài, lồi hẳn ra ngoài. Đấy bác nhìn chưa? Cánh nó lồi hẳn thực tế ra ngoài chứ không phải là vẽ 3D. Và bức tranh này thì tốn rất nhiều là đá ruby đỏ, đá ruby, đá quý, đá ruby, tất cả những đá màu đỏ là đá ruby hết. Bức này quá tốn đá ruby, cực kỳ là nhiều luôn, quá nhiều đá ruby. Loài hoa này là loài hoa cao quý nhất trong các loài hoa này, nó thể hiện sự uy quyền, quyền lực nhất, đó là loài hoa này. Hoa mẫu đơn đấy. Bức tranh này có mức giá là 9 triệu. Để các bác mức giá 9 triệu. Tất cả, kể cả cái nền trắng trong này, tất cả nền trắng đến cành lá hoa, tất cả toàn bộ hoa đều được làm bằng đá, đá quý, đá ruby, đá thạch anh, đá này, các loại đá này, đá nổi hết lên này, có thấy không? Quay gần lại các bác nhìn thấy không? Có nhìn thấy đá đây, đều được xếp bằng đá hết. Và đây là 100% là bằng đá quý chứ không phải chất tạo màu các bác nhé, màu của đá quý luôn chứ không phải chất tạo màu. Đấy. Màu của đá quý chứ nói nếu mà dùng chất tạo màu thì không nói chuyện nữa rồi. Các bác nhìn xem nó sắc nét đến như thế này cơ mà. Đây, những cái đường kính của cánh hoa này. Hoa mẫu đơn phú quý giàu sang, uy quyền, quyền lực. Đây là loài hoa cao quý nhất trong các loài hoa. Đấy. Bức tranh này có kích thước, thì kích thước ở trên này họ đã ghi rồi, họ đã ghi 80 x 1m2, nhưng 80 x 1m2 là họ chỉ ghi cái kích thước trong lòng cái tranh này thôi. Những cái phần nào có đá quý thì họ kiểm định thì họ ghi lòng thôi, chứ họ không ghi kích thước thực của bức tranh tổng. Bây giờ em sẽ đo tổng, bởi vì là có nhiều bác cần tổng chứ không cái kích thước thực. Đây này, họ ghi kích thước này thực, đấy là kích thước thực, là có phần nào là có đá quý bên trong rồi. Em sẽ đo tổng khung cho bác nhé, đo kích thước thực của tổng khung luôn cho nó dễ. Này, cái thước này của em này là 1m này, 1m thì đến đây. Bức này là 1m39.5 x 40, tóm lại là gần 1m40, 1m39 chiều ngang, 1m39 chiều cao này, chiều cao đấy bác ạ, chiều cao là 99 cm, 99 chiều cao là 99 cm, chiều cao 99 cm. Đây là bức hoa mẫu đơn. Ở đây em cho các bác xem nhớ kiểm định của nó. Đây là chứng thư kiểm định đá quý trên bức tranh này. Đây, tranh Liên Hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Viện Tài nguyên Thiên nhiên và Môi trường, Trung tâm Kiểm định Đá quý và vàng.
chưa? Thì bức tranh này đây, hình bức tranh được chụp lại để kiểm đây, nó đây. Đấy, nó đây, nó ngoài đời đây. Chưa? À, còn về bên trong này thì kết luận này, kết luận tranh đá quý gồm có đá ruby này, đá ruby là đá màu đỏ đấy. Hầu như bức tranh này là chiếm đá ruby quá nhiều, ruby màu đỏ. Rồi canxit mã não, rồi canxit rồi là ui đọc thạch anh hồng này. Thạch anh hồng thì đây, con bức này đa số là mã ruby và thạch anh hồng. Thạch anh hồng hết đây này. Hồng. Đây thạch anh hồng đây. Đấy. Nói chung là nhiều lắm. Nó nhiều lắm. Và cái chứng thư giám định đá quý này nó đi theo bức này luôn ạ, đi theo bức này luôn. Đi theo bức thư, bức này, bức tranh này luôn. Đấy. Bức này có mức giá là 9 triệu, đó là mức giá thấp nhất em có để lại cho bác rồi. Nhưng bác nào lấy được thì liên hệ giúp em thôi. Còn nếu mà đã bác nhiều bác gọi, bác cả bác thông cảm. Những bức tranh này các bác đi vào những khu họ bán chuyên bán những dòng tranh đá quý, hoặc là một số nơi họ triển lãm, họ bán những bức này nó vài chục triệu các bác ạ. Nó phải 20-30 triệu trở lên nhé. Chứ không có chuyện 9 triệu như em để cho các bác đây đâu. 20 triệu. Cảm ơn các bác.